phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Sau có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Sau có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối có mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.